Một ngày đẹp trời, anh gấu đỏ có răng sâu. Các bạn ơi, hôm nay mình bị sâu răng sưng mồm rồi các bạn ạ. Một ngày hôm nay mình phải đi khám răng. Nhưng mà khám răng ở trong game các bạn nha. À sao, em đã đi khám răng bao giờ chưa? Rồi anh ơi, em đi khám răng định kỳ thường xuyên luôn. Bởi vậy răng em luôn luôn trắng sáng. Trắng thật các bạn ạ. Nhưng mà mỗi lần đi khám răng thì em có thấy sợ bác sĩ không? Ui, mới đầu em sợ lắm luôn ấy. Sợ lắm luôn, sợ run bần bật. Thế nhưng mà anh căn bản là bác sĩ cũng hiền. Mà anh không hề đau đâu các bạn nha. Đi khám răng không hề đau luôn. Thế nên đây là mình cũng hay đi khám răng thường xuyên để răng ấy là trắng sáng và chắc khỏe. Được đấy, thế thì hôm nay Hà Sam hãy theo anh đi khám răng ở trong game. Các bạn theo mình nhá các bạn nhá. Được rồi Hà Sam ơi, phòng nha khoa mà anh định khám răng đây này Hà Sam. Đẹp nhờ. Đẹp không? Phòng sáng sủa rộng rãi mà đẹp đấy anh ơi. Quá là đẹp luôn, nhưng mà anh mới nghe các bạn khám trước, các bạn nói với anh rằng ông bác sĩ này là ông bác sĩ giả. Ui giả, ui thế nguy hiểm lắm anh ơi. Đây này, nhìn mặt ông này dữ tợn lắm luôn này các bạn ơi, đây này. Sợ lắm. Ui ông ấy còn để dao ở bên dưới này. Ui ông ấy đi cắt răng anh à. Thôi, thế thì anh phải trốn khỏi cái phòng này thôi Hà Sam ơi. Đây này. Về, có một bạn đi khám răng này, bạn này ăn nhiều kẹo quá bị sâu răng đi khám này, nhưng mà bạn này cũng bảo là mình phải tìm cái gì đây? Chìa khóa. Ui, phải tìm chìa khóa đây, có một cái khóa đúng không? Mình luôn rồi à? Ông khóa cửa rồi. Ủa tôi xong rồi. Anh ơi, trèo qua cửa kính nhanh, trèo qua. Không ra được. Mà mình thử tìm ở những cái chỗ ví dụ như là cái hộp biết các thứ gì đúng không? Đúng rồi, tìm chìa khóa xem có mở được tủ này không? Không mở được. Không mở được tủ. Thế thì lấy đâu ra chìa khóa? Đúng rồi. Ui loạn hết rồi, bây giờ phải cố chạy. Đây, đi theo bạn này. Ui, đây có chìa khóa này hả tao ơi. Đây, mình lấy luôn cái chìa khóa đi ra mở cửa đi. Đi bạn ơi, ra mở cửa. Chạy nhanh. Đúng rồi. Mà. Ui, được rồi. Tiếp theo đi được nào. Ui, đây. Ui, ở đây có rất nhiều người. Mình phải nhảy qua mấy cái này Hà Sam ơi. Nhảy đi anh. Đi đằng cửa này xem có đi được không? Không thể đi được, vẫn phải đi đường này thôi. Nhảy qua nhá Hà Sam nhá. Ui. Anh bạn anh nặng lông quá. Anh vừa chạm chân vào đây đấy. Cố lên anh. Đơn giản. Được rồi. Đây có mấy cái tủ đồ gì này các bạn ơi, rất nhiều đồ luôn. À gạo mua nhưng mình không có tiền đâu. Thôi đi anh ơi. Ui, đi được xuyên qua cửa luôn. Ui, à sao vậy? Em có nhìn thấy mấy hàm răng này không? Ui, đây là hàm răng giả anh ạ. Ui. Hàm răng giả siêu to khổng lồ. Ông này bố trí cả những cái bẫy hàm răng ở trong này luôn là Sam ơi. Chắc ông không muốn mình trốn thoát mà. Mình sẽ nhảy lên đây nhá. Đấy. Ui, cẩn thận anh ơi, cẩn thận. Nếu mà rơi xuống đây thì không biết làm sao nhỉ? Chắc là đầu rơi móc cháy. Lên. Wow. Ông này làm mấy hàm răng ở đây rất nguy hiểm đấy. Ui, cẩn thận. Tí nữa thì một chân của anh là rơi xuống rồi đấy. Đầu rơi máu chảy tan tành luôn. Một nè. Tưởng là dễ mà khó lắm các bạn ơi. Hai nè. Ba nè. Cố lên anh ơi, cố lên nè. Đấy. Nè. Ui, được, con lại lên nào. Rồi. Cửa nào đây. Đúng luôn. Ui, lại tiếp tục này các bạn ơi. Tiếp này anh ơi. Tiếp tục này, ông này làm đặt lắm bẫy thật đấy. Nhảy qua đây. Cẩn thận. Bây giờ mình sẽ nhảy lên những cái gỗ, mình sẽ không nhảy vào hàm răng nữa. Wow. Hóa ra mấy cái gỗ này có cái thanh ở đây là mình cũng không được chạm vào thanh màu sắc đâu Hà Sam ơi. Phải dẫm vào mấy cái gỗ này cơ. Vâng. Cẩn thận đấy. Không ngờ đi khám răng lại phải đi trốn vào như này các bạn ạ. Ui. Cái ông bác sĩ này quá là nguy hiểm luôn anh ơi. Ông đấy vừa là bác sĩ giả mà lại còn vừa biết đặt bẫy. Ừ, đặt bẫy khắp nhà luôn này. Ui. Wow. Nhảy nhá. Cẩn thận anh ơi. Mày quá này. Sang được rồi. Hoan hô cho anh gấu đỏ đẹp dai. Đây, đẹp dai của các bạn đây, mái tóc bồng bềnh đấy. Ôi kìa, có bạn nữ đi vào đây. Được rồi. Vào đây được. Ở đây là phải nhảy theo những cái ô gỗ, không được nhảy vào ô màu sắc các bạn ạ. Đấy, nhảy ô màu sắc là tan tành như bạn kia luôn đấy. Mình sẽ nhảy vào đây này. Nhảy vào tan ra thôi. Ôi trời ơi. Trời, đây là cái răng của anh hả? Đấy là cái tay. Rồi, ok, nè. Tiếp nè. Nhảy luôn đi anh ơi. Đấy. Kéo này, kéo sang bên này nè. Đó. Nào, sang tiếp luôn nhá. Tiếp này, nhảy luôn nè. Rồi, còn đấy thôi anh ơi. Ở xem vào cửa nào tiếp theo này hả? Ui, bạn ấy vừa nhảy vào cái ô này các bạn ơi. Nhưng mà ô này bé thế mà không đưa vào được anh ạ. Hình như là đường ống cống ấy, đường ống thông gió. Thông gió. Mình thử đi sang đây xem sao. Ui, không được anh ơi. Đúng rồi, vẫn phải nhảy vào cái đường ống này. Mình sẽ nhảy lên sao? Ui, được rồi. Đi thôi bạn ơi. Đấy, có bạn dẫn đường rồi Hà Sam ơi. Cứ đi theo bạn ấy là được rồi. Bạn gái tóc vàng. Bạn gái tóc đỏ. Tóc đỏ. Ui. Bạn ấy vừa nhảy xuống cái thế nào tan tành rồi. Đi từ từ thôi bạn ơi. Đi vội quá mà. Wow, lại nhảy tiếp. Ui, đây là bàn chải ạ. Mấy bàn chải luôn. Bàn chải.
mấy bạn chạy. Ui, ở đây có bạn bắn súng này. Ơi, mình nhỏ lắm, mình không chơi súng đâu nhỉ. Đúng rồi. Đi tiếp. Ôi, không không đi được Hà Tam ơi. Anh chưa có đường hai được không? Đây rồi. Ui. Ui Hà Tam ơi, đây lại có những cái hàm răng này. Hàm răng này như hàm răng cá sấu luôn. Ui. Hàm răng này á, phải gọi là hàm răng sư tử anh ạ. Đi nha. Ui, đi tiếp. Tránh cái hàm răng ấy ra. Đấy. Nếu mà mình cứ nhảy vào cái ô nào ấy mà màu sắc ui, đấy. Ta cảnh đúng không? Đúng rồi, không được nhảy vào những ô màu sắc đâu. Thế chứng tỏ là cái ông này là ông đấy là ông ấy thích màu sắc. Thích màu sắc lên lên. Đúng rồi, nên ông ấy không muốn cho những người khác vào ô màu sắc. Đúng rồi. Mình sẽ đi cẩn thận hơn các bạn nha. Bạn nữ kia đã đi trước mình rồi kìa các bạn kìa. Đấy. Nào nhảy tiếp hả Thảo? Ui. Cứ tưởng là không bị gì. Nào. Đi vào đây cảm giác là run run các bạn ơi. Chân tay gọi là rúc rời. Nhưng mình phải dũng cảm thì mình mới đi qua đây được. Rồi, anh nhảy đi, anh cứ nhảy đi. Anh nhảy đi. Đấy, cẩn thận này, cẩn thận này. Thẳng này. Rồi, thẳng. Ui đây có cái cốc này. Cái cốc siêu to này. Siêu to khổng lồ luôn. Thế nãy là chắc cái bàn chải là rơi ở cái phòng trước rồi anh ạ. Cái bàn chải cũng bàn chải siêu to khổng lồ hoa ta bạn. Đây cửa đây rồi. Ui. Đây có bạn này. À, chỉ được chọn một cái bàn chải đúng thôi. Có nghĩa là chỉ một bàn chải là có thể đi sang được, còn các bàn chải khác là không được. Hà sao thích màu nào? Em thích màu đỏ anh ạ. Em thích màu đỏ. May mắn lắm nè. Màu đỏ may mắn. Anh cứ đi theo màu đỏ đi. Thế thì anh sẽ chọn màu xanh. Ui. Rơi xuống dưới luôn này, không bị trì các bạn. Ui, đấy, đó, em biết ngay mà. Mình nghĩ là chọn màu xanh đúng ấy. Màu xanh đúng đâu mà đúng. Màu xanh là trôi rồi, không đúng. Thế thử đi theo màu đỏ Hà Tam xem sao nhá. Ôi, anh nhìn thấy bạn kia đi như là màu xanh lá Hà Tam ơi. Xanh đấy. Lá, được, đi, rồi, đi, đi theo bạn ấy đi. Thế cuối cùng là em chọn không đúng mà anh chọn cũng không đúng luôn. À, để cho bạn ấy đi trước, mình đi theo sao. À, màu đỏ, đây mới là màu đỏ này. Rồi. Màu này. Bây giờ là không ai dẫn đường nè. Bây giờ anh thích màu... À lại có bạn dẫn đường cho mình nhỉ. Ê, màu tím. Yeah. Wow. Vừa mới qua đây rồi, bây giờ xem đường đi nào đây. Ui không đi được, không được. Được rồi. Ui nhưng mà anh ơi, cái sao cái phòng khám này nó rộng thế nhỉ? Nó như kiểu mê cung luôn ý. Như kiểu là bẫy mình luôn đấy Hà Tam ạ. Bây giờ không biết đường ra đây này. Anh đang cố gắng chạy trốn thoát đây. Ui. Đây là phòng gì đây? Răng à? Ui đồ răng gì mà? Đây là phòng tra tấn anh ạ. Toàn dao này như này thôi Hà Tam ơi. Đây này. Ui. Phòng nhổ răng gì mà toàn dao thế này, dao này, bây giờ đi đâu đây? Cửa này là đóng rồi. Ừ, có cánh cửa. À, đây này, mình sẽ bấm vào cái nút. Đúng rồi, để cho các tia laser này mất đi, để xem tìm nút. Đây, có cái nút đây rồi. Không phải. Xem còn nút nào không? Ây, đây có nút màu vàng. Cũng không phải luôn. Không phải anh. Bên này, à đây, đây, có nút màu đỏ. Wow, đúng rồi. Mình sẽ đi, đây đúng không? Được. Ui, bậy răng này à. Mấy hàm răng này của ông bác sĩ thối quá à Tam ạ. Để lâu rồi. Các bạn ơi, các bạn ở nhà là phải thường xuyên đánh răng nha. Hai lần sáng tối thì răng mình ấy mới thơm tho. À không, miệng mình mới thơm tho và răng mình nó mới chắc khỏe được. Ui. Wow, cái này khó đi lắm à Tam ơi. Cẩn thận anh. Đây, bình tĩnh. Né này. Ui, không làm gì ấy nhỉ. Anh không làm gì luôn nhờ. Không làm gì, có chạm vào gì đâu. Đây, mình không chạm vào nhá. Đi này. Ui. À tay cẩn thận, tay nó đúng rồi, cái vung vải. Tay anh khép lại. Nhưng mà chạy là phải vung tay, không thể khép được. Rồi cẩn thận này. Đi vào giữa này. Rồi. Rồi gần quá. Rồi. Rồi. Anh sáng đây rồi, ra được ngoài rồi Hà Tam ơi. Cứ tưởng là ra được ngoài khỏi cái phòng khám nha khoa này, ai ngờ đâu lại vào trong chỗ này tiếp. Nhưng mà chỗ này làm sao mà đi qua được Hà Tam, nhảy xuống đây là tan tành luôn đấy. Hay là đu. Để xem bạn này bảo gì đây. À, đi theo cái đường ống cống này để xem. Đây này. Đây ống cống đây. À, ống thông gió. Đúng rồi, ống thông gió. Để xem là có gì bên này. Ui Hà Tam ơi. Ông bác sĩ này. Ông bác sĩ giả. Ui ông ấy đang xem thời sự khắp Hàn ạ. Ông ấy đang ngủ. À, ông ấy đang ngủ vắt lưỡi. Người ta gọi đây là ngủ vắt lưỡi luôn anh ạ. À thế à? À thế làm sao mà Hà Tam thế răng của ông mày trắng không? Chắc chắn đây là không phải là răng thật của ông đấy rồi. Răng giả thì mới trắng được như này đúng không? Nhìn cái kiểu này là răng giả rồi anh ạ. À, ông ấy còn đang xem TV. Ông đấy là còn là bác sĩ giả cơ mà, thì ông đấy chắc chắn là phải dùng răng giả rồi. Nhưng mà còn ông này ngủ gật Hà Tam ạ. Đừng đánh thức ông đấy dậy đúng không? Ui, bây giờ mình đi nút, đi nút, đi nút. À, tìm nút à? Đây rồi. Ui. Wow. À, hóa ra dì nút là cái đường lúc nãy Hà Tam. Là đẩy cái sàn nhà lên để mình đi được, thôi mình quay lại đấy nhá. Vâng, chui ông cống này. Ông gặp ông bác sĩ đây sợ lắm. Wow. Mày qua là ông ấy đang. Đấy, đường bây giờ đi dễ rồi. Thôi, mày quá. Hello.
đây chắc là kiểu như là người nộm anh ạ. Không không đi được, không đi được Khải Tham ơi. Bên này. Đây rồi. Ở đây. Ui. Ui, cái đường gì bé xíu xíu thế này. Ui, lại còn ui. Ui. Sao cái đường bé xíu xíu thế hả Tham ơi? Anh ơi, thế là phải luyện là kiểu như là phải vững công anh ạ. Wow, hóa ra là không anh biết rồi, không được chạm vào mấy cái màu sắc đã, đúng rồi. Đúng rồi, em đã bảo anh rồi là ông này thích màu sắc. Mình không được chạm vào những cái màu sắc, đến chỗ màu sắc mình nhảy. Ừ, mình sẽ nhảy nhá. Rồi, thẳng này, thẳng hướng thẳng này. Rồi, nhảy nè. Rồi. Màu xanh này. Nhảy nè. Ui, may quá anh ơi. Ui. Màu trắng. Cẩn thận. Màu trắng nhảy nè. Ui. Rồi, được rồi. Đây màu đỏ này, Ui, nhảy đi anh, nhảy thẳng nè. Rồi, nhảy thẳng. Ui, may quá nè. Ui, bên này. Ui. Bên này này có tiếp này, màu đỏ. Phải tránh những cái màu sắc ra. Nhảy anh ơi. Nhìn màu sắc đẹp đẹp thôi nhưng mà. Nhảy. Wow, cuối cùng đã qua được các bạn ơi, đẹp trai không? Xem cửa nào, ba cái cửa này Hà Tham đoán xem. Em đoán là cửa giữa, cửa nào to nhất là ra ngoài bên ngoài. Đọc đầu quá, cục đầu rồi Hà Tham. Bên này rồi. Bên tay phải. Bên này lại cửa nữa anh. Để xem là cửa nào đây. Không phải. Ui. Wow, hóa ra bạn chưa bật chọn cửa, chỉ có một cửa đúng thôi Hà Tham ạ. Cửa này không phải rồi, cửa bên này xem sao. Không, em nghĩ đó. Ui, không phải, lần này là cửa giữa rồi à. Chỉ có một cửa đúng thôi. Đây lại còn hai cửa nữa. Em chọn đi. Lúc này em chọn giữa không đúng rồi đúng không? Thế thì em chọn tay phải đi. Phải à? Vâng. Rồi sao? Ôi. Anh chọn tay trái xem sao. Anh chọn tay trái. Mấy cửa này không nhìn thấy gì bên kiểu trong gì rồi. Đúng rồi. Thế bây giờ mình đang ở đâu rồi? Bẫy chồng anh. Bẫy chồng. Các bạn ơi nhìn này. Bẫy chồng. Ngã xuống đây thì thôi rồi. Thế bây giờ mình nhảy thế nào được, chân anh thì nhảy. Đó. Chân anh hơi bị dài luôn đấy, anh nhảy từ bên này sang bên kia được mà bảo chân anh ngắn. Có chân em ngắn đi. Đấy. Rồi nhảy qua này anh. Wow. Đi lên tí nữa đi. Đi lên tí nữa. Rồi. Vẫn bị cái ấy này nó đâm vào. Này nó đâm đúng vào mông anh, nó đỏ luôn ý. Đi khám răng lại thành đầu mông các bạn ạ. Đâu rồi, mình đi khám toàn thân luôn. Kéo xong rồi đây về, anh phải đi khám toàn thân luôn. Rồi. Xong rồi. Ôi lại có bạn bắn súng tiếp này. Mình không chơi súng nào, đây rồi, đừng đi đây rồi. Tiếp theo là gì đây? Lại bậy tiếp này anh ơi. Bậy tiếp này, mình phải tránh những chỗ màu sắc ra đúng không? Vâng, nhưng mà cái này nãy hình như anh cũng nhảy qua rồi nên là cũng dễ. Ui dễ. Tưởng dễ thôi nhưng mà nó vẫn hơi khó. Tưởng. Đấy. Rồi. Nhảy tiếp. Nhảy đi anh. Rồi. Ui. Bẫy gì tiếp theo này, lại nhảy tiếp à? Nhảy tiếp. Nhưng mà lần này nhảy lên cái hộp màu mà không bị sao luôn này anh. À đây, lần này nhảy trên răng, cái hàm răng. À hộp màu đúng anh đúng không? Vâng. Ui, may. Đây, có đường ống thông hơi này. Vâng. Chắc là nhảy lên đây thôi. Không phải. Đúng rồi. Chạy thật nhanh, không ông mới dậy. Anh ơi, từ nãy giờ em đi em không biết bạn nào anh ạ. Hà Tham ơi. Ui. Nhìn này. Đây là bẫy gì đây? Quạt gió. Phải chạy qua đây thôi. Bẫy quạt gió. Ui đấy. Ui, mình chạm vào là thôi luôn rồi hỏng các bạn. Rồi, hỏng rồi. Cẩn thận anh. Cẩn thận nha. Đó. Vừa qua đi luôn đi. Không. Từ từ. 1 2 đi. Đi. Rồi. 1 2 qua. Rồi. Hình như là mấy bạn đi cùng mình ấy bị ông ấy tỉnh, ông ấy bắt hết rồi hay sao mà chẳng thấy ai luôn ấy. Bắt hết răng rồi. Bắt hết răng. Hỏng. Lại tiếp bẫy tiếp này. Mà anh cũng đỏ trong khi đấy ấy, là anh ấy đã nhảy giỏi rồi các bạn. Đúng rồi. Mà anh ấy vẫn còn bị chết luôn ý. Wow. Thật anh ơi, qua nó hết này rồi, nhảy nè. Nhưng phải cũng phải nhảy ra. Từ từ, anh phải nhảy ra giữa kìa. Anh em nghĩ là nhảy ra giữa là trúng cái cọc. Đúng không? Nhảy ra giữa. À đây đây, được rồi. Đó. Rồi, ui hàm răng này các bạn ơi, thối lắm. Vào đây. Anh có hai cái răng trâu ấy. Lại nhảy qua những ô màu sắc này đúng không? Vâng. Những cái bàn chải này. Bàn chải. Cái đường này quen lắm, lúc nãy mình đi rồi hay sao ấy? Vâng. Có khi nào mình quay lại không anh? Không, mình đang đi tiếp mà. Đây, đường đây. Ôi, lại tiếp tục kìa. Anh ơi, có hình người gì ấy? Đâu? Ui. Ông bác sĩ ấy, Hà Tam ơi. Đây là mặt thật của ông bác sĩ. Ông bác sĩ răng vàng khè anh. Mình đến gần xem sao. Ông bác sĩ răng vàng khè. Ui. Anh chạm vào cái đỏ đỏ rồi. Ông bác sĩ răng này. Tưởng lúc nãy là răng giả thôi, còn đây là răng thật của ông đấy. Rồi, nhảy thẳng nè. Ui. Đường dễ mà khó thật đấy. Anh nhảy chéo rồi. Nhảy thẳng nhá. Vâng. Rồi. Rồi. Đi lên sát này.
Rồi, ui một chân đứng chết các bạn ơi, một chân đi. Ui cẩn thận đấy, cẩn thận trắng này chảy đi anh. Lại còn làm màu trắng để lừa mình nữa. Ui kìa các bạn ơi, nhìn này. Ôi rồi 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 rồi, bình tĩnh. Anh ơi, anh đi thẳng ra chỗ ông bác sĩ này để làm gì đây? Chắc là chui ở mồm ông đấy. Các bạn ơi, nhìn hai con mắt của ông ấy đỏ lon kìa. Răng cả kè luôn các bạn ơi. Răng ông ấy thối lắm mà sao vậy? Ôi răng đen ạ, răng chắc là hỏng hết rồi. Mình ở nhà phải đánh răng thường xuyên để đỡ bị sâu răng. Vâng. Ui đây này, đến tận đây nhìn, ui ui, muốn đứng gần đây mà đã thấy mùi thối rồi các bạn, sao mà ui chui vào mồm thật các bạn ạ, chui vào mồm ông này làm gì đây? Ui bây giờ mình đang ở trong khoang miệng của ông ấy đây, hàm răng này, ui hàm răng của ông này này, ui vàng khè luôn, mùi rất là kinh khủng luôn. Eo, đây là họng của ông ấy trắng. Ui đi vào họng luôn này, ui làm gì đây, làm gì đây? Đây là những kiểu như là vi khuẩn đây anh ạ. Mình cũng phải tránh luôn, ui ra ngoài bẩn quá các bạn ơi. Ui quá đơn giản, vào luôn, ui càng ngày càng đi sâu vào họng của ông đấy này. Ui đỏ lo luôn. Ui cái gì đây? Bây chạy thật nhanh, chạy thật nhanh em nhỉ. Rồi rồi rồi, đây mình cứ phải từ từ thôi. Lê thôi. Đừng. Ui sượt mặt anh luôn. Một tí thôi, thôi dừng. Rồi. Đi đây, một tí thôi dừng. Ui sượt mặt anh luôn nè. Vào. Được rồi. Ui căn nhà màu tím mộng mơ này. Ui ở trên này cái gì đấy? Ui đây là thức ăn ông ấy ăn vào à? Đây là bụng ông đấy đúng không Hà Tam ơi? Ông ấy uống nước cả cái lon bia hay là cái gì này? Rồi cả quả táo này ông ấy không nhai, răng ông ấy hỏng lên ông không nhai được, ông ấy ăn luôn. Kinh quá. Ăn đây là phải nhai kỹ các bạn ơi, và ăn chín uống sôi chứ nếu mà mình ăn mà không nhai kỹ là rất dễ bị đau bụng đó. Đúng rồi, như ông này này ăn như này là không ổn chút nào đâu. Ui ông này toàn nuốt cả quả thôi. Ui quả chuối còn có cả vỏ luôn anh ạ. Ui mày qua mình qua cái vòng đấy rồi. Ui đây là cái gì đây? Đây là xương cột sống. Trèo theo xương cột sống ấy để đi vào đâu đây à Tam ơi? Ui đi vào đâu đây? Wow. Ui cái gì đây? Cái gì à Tam ơi? Cái gì đen xì thế này? Anh ơi. Nhìn à, anh đoán rồi. Đây giống như cục xít của người sao ấy? đúng không? Đen xì xì rất là bẩn luôn. Mình phải đi vào một chỗ kinh dị của ông đấy các bạn ạ. Ui nhảy qua mấy cái đám này. Ui đã không thích đi con đường này rồi mà cứ phải đi lại lại các bạn ơi. Nhảy tiếp này. Cẩn thận đây. Hết rồi. Wow, đi đâu đây? Kinh quá. Muốn thoát được ông đấy thì phải đi rồi. Đê, à Tam ơi, hình như là mình ra được ngoài rồi. Ui, bầu trời lên rồi. Chiến thắng rồi các bạn ơi. Thế là gấu đỏ đã thoát được khỏi ông bác sĩ dạ. Đã các bạn nhá. Ui, cuộc đời vẫn đẹp sao? Tình yêu vẫn đẹp sao? Đi đâu đây? Đi vào đây. Hết rồi. Thế là kết thúc game rồi các bạn ạ. Vậy là game của gấu đỏ hôm nay kết thúc rồi các bạn nhá. Các bạn có thấy ông bác sĩ này đáng sợ không? Không đáng sợ chút nào Hà Tam nhỉ? Đáng sợ chứ. Ông bác sĩ là ông bác sĩ giả. Ông ấy không khám răng cho mình mà ông ấy còn lập rất nhiều bẫy để mình bị mắc bẫy nữa. Và đây chỉ là trò chơi thôi các bạn nha, chứ ở ngoài đời thật không có ông bác sĩ nào như thế này đâu. Các bạn nếu mà bị răng sâu hay là muốn nhổ răng thì phải đến nha khoa khám ngay nhá. Đừng để lâu ngày mà hỏng hết răng ấy các bạn nhá. Còn bây giờ game của gấu đỏ đến đây kết thúc rồi. Bye bye các bạn. Bye bye. Anh đi khám răng đi nhá. Bây giờ anh đi khám răng đây. Bye bye các bạn nhé, đi khám răng đây.